Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho sân chơi quốc tế, giải bóng đá Ngoại Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này. Southampton gặp Manchester United là trận đấu sớm nhất của vòng 4, diễn ra vào lúc 18:30 vào chiều thứ Bảy theo giờ Việt Nam. Hai đội đều có khởi đầu khá tệ hại ở mùa giải năm nay. Với đội khách Manchester United, đoàn quân huấn luyện Erik ten Hag khởi đầu mùa giải với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trên sân nhà trước Fulham. Đó là trận đấu khiến người hâm mộ đặt nhiều hoài nghi vào sức mạnh của Quỷ Đỏ ở mùa giải năm nay. Và sự hoài nghi ấy đã nhanh chóng trở thành sự thực khi MU thua 2 trận liên tiếp trước Brighton với tỷ số 1-2 trên sân khách và thất bại đầy số hổ trên sân nhà trước đối thủ chuyển kiếp Liverpool với tỷ số 0-3. Không còn lời bào chữa nào cho Erik ten Hag, ngoại trừ việc ông không có đội mạnh nhất trong tay khi nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Hành quân đến Duyên Hải miền Nam của đất Anh trong chuyến đi này, tâm trạng của cầu thủ MU như đưa đám. Bên cạnh đó là một áp lực khổng lồ dành cho thầy trò ten Hag. Nhà cầm quân người Hà Lan hiểu rằng Southampton chính là cái phao cứu sinh cho chiếc ghế của ông tại sân Old Trafford. Bởi một kết quả tệ hại trên sân Sainsbury, ten Hag gần như không còn cơ hội làm việc tại nhà hát của những giấc mơ. Ruud van Nistelrooy, người đang là trợ lý của ông, luôn sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng, nhất là khi cựu ngôi sao người Hà Lan vừa nhận được sự ủng hộ lớn của cựu đồng đội Cristiano Ronaldo. Southampton và Manchester United lúc này gần như đang cùng cảnh ngộ. Trong khi đội khách đã thua 2 trận liên tiếp, thì đội chủ nhà vẫn trắng tay sau 3 vòng đấu đầu tiên. Đội chủ sân Sainsbury chưa có bất kỳ điểm số nào và chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 3 trận đấu vừa qua. Lúc này, Southampton như bị dồn vào chân tường. Khó khăn với tân binh của giải Hồng Hạng sẽ chồng chất nếu họ tiếp tục trắng tay ở trận đấu này. Vì thế chắc chắn cầu thủ Southampton sẽ chiến đấu với hơn 100% khả năng của mình trước một Manchester United mong manh và dễ vỡ. Và Southampton hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng khi đối thủ Manchester United vẫn thiếu nhiều trụ cột như tân binh Euro, Malaysia, Luke Shaw, Mason Mount và chân sút chủ lực Rasmus Højlund vẫn đang phải điều trị chấn thương. Hậu vệ Victor Lindelof đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội nhưng chưa chắc chắn có thể ra sân. Tương tự như vậy là trường hợp của tân binh Ugarte. Cầu thủ mới chuyển đến từ Paris Saint-Germain với giá gần 42 triệu bảng, chưa có được nền tảng thể lực tốt nhất và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Tiền vệ người Uruguay cho biết anh cảm thấy không khỏe sau khi trở về từ Nam Mỹ dự vòng loại World Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia. Những người còn lại cũng đều trải qua những trận đấu quốc tế vừa qua và chưa thực sự có được thể trạng tốt nhất. Những khó khăn này của Manchester United có thể khiến họ gặp nhiều khó khăn tại St. Mary trước đội chủ nhà đang vô cùng khá điểm. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Premier League là vào tháng 3 năm 2023 trên sân của Manchester United. Dù đó là mùa giải mà Southampton đã phải xuống hạng, nhưng họ vẫn có được trận hòa không đều trước đối thủ. Cả huấn luyện viên Erik ten Hag của Manchester United và Russell Martin của Southampton hoàn toàn có thể bị mất việc nếu kết quả không được cải thiện ở vòng đấu này. Vì vậy, đây gần như là trận cầu 6 điểm của hai đội. Có thể coi Southampton là chiếc phao cứu sinh của Erik ten Hag. Bởi Quỷ Đỏ chỉ thua duy nhất 1 trận trong 30 trận đấu trước các đối thủ mới lên hạng, trong đó có tới 22 chiến thắng. Thành tích đối đầu cũng đang hoàn toàn nghiêng về Manchester United. Quỷ Đỏ đã thắng 53 trận, hòa 26 trận và chỉ thua 16 trận trong lịch sử đối đầu với Southampton. Đội chủ nhà không thiếu vắng bất kỳ một cầu thủ quan trọng nào ở trận đấu này. Và họ vừa có 2 tuần vô cùng quý giá để khắc phục những điểm yếu. Với các đội bóng có nhiều cầu thủ phải làm nghĩa vụ quốc tế như Manchester United, việc họ có được phong độ cao khi trở lại câu lạc bộ là điều rất khó khăn. Vì vậy rất khó để Manchester United có được một thế trận tốt trước đối thủ đang bị dồn vào chân tường. Và theo dự đoán của chúng tôi, hai đội sẽ hòa nhau với tỷ số 1 đều. Và khả năng rất cao, huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ xin từ chức sau trận đấu này để nhường chỗ cho Ruud van Nistelrooy.